Hello 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 Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Chí TV Chào cả nhà Thì lời đầu tiên chúc cả nhà của chú anh chị mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha Hôm nay là thứ sáu, Ngày mai là thứ bảy, mốt là chủ nhật Hôm nay kỳ như là có một cái thông tin phải nói là cực vui cả nhà Như chúng ta cũng đã biết rồi ha Trong cuộc sống của chúng ta thì không có gì mà nó qua được, nó bằng được sức khỏe hết Nói mà nói câu kỳ như là sức khỏe là vàng nó cũng chưa đúng nữa sức khỏe là coi như là trên hết ha, không có gì bằng kim cương không bằng mà ừ. không có sức khỏe mà có kim cương thì cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa mà thôi em nói như vậy cô chú anh chị cả nhà thấy đúng không nếu đúng rồi cho em số 7 nha nên một trong những cái vấn đề mà chị đẹp chị hai đã lên tiếng à, và đặc biệt là luật sư hồ nguyên lễ cũng đã nêu cái vấn đề này trong cái bài bào chữa rất là hay của mình đó là vấn đề liên quan đến việc mà chị đẹp, à, chị hai đã lên tiếng rất là quyết liệt liên, liên quan đến vấn đề mà gương sĩ, điền sĩ, một số nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, sai công dụng, đưa thông tin sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến sức khỏe không đúng để làm cho người bệnh coi như là có thể là có những cái tác hại mà rất là khó lường của chị, ha. tiền mất tật mang à, và rồi cô chú chị thấy rồi một nghệ sĩ rất là nổi tiếng À, quảng cáo thông tin không đúng sự thật cũng đã phải lên cúi đầu nhận lỗi rồi nha cả nhà vấn đề này là hết sức quan trọng thì nó đặc biệt là nó liên quan đến sức khỏe và có thể là tính mạng của cộng đồng của người dân thì à, hôm nay trên báo thanh niên đăng một cái thông tin phải nói là cực vui và quá hay luôn à, cụ thể là cái thông tin nội dung như sau mà cả nhà cùng nghe nha thành phố hồ chí minh quyết dẹp quảng cáo bẩn vị tế trên không gian mạng rồi xong là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu em đã nói rồi cô chú chị sắp tới là mọi việc sẽ đâu vào đó những cái trò mà gian gian díu díu mập mờ bẩn bựa nó không còn đất sống luôn cả nhà ha à, liên quan đến việc mà lùa gà cộng đồng xã hội này kia đó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng rồi liên quan đến, ảnh hưởng đến gọi như là, à, là túi tiền của cộng đồng xã hội đó cả nhà thấy sao rồi đó vấn đề mà liên quan đến từ thiện đó rồi có còn đất sống cho những cái em mà là lợi dụng trục loại nữa hay không láo táo là lên đường liền và đặc biệt hôm nay nè liên quan đến đề mà sức khỏe cộng đồng nè à, quảng cáo nè à, quảng cáo hoành hành nè rồi tiếp các sở ngành tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong phát hiện xử lý triệt để các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật về y tế Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có cuộc họp với Sở Thông tin Truyền thông Sở Văn hóa Thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phòng an ninh chính trị nội bộ ba 03 phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 và lãnh đạo trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân trên địa bàn. Theo Sở Y tế, công tác thanh tra kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật nhất là quảng cáo trong lĩnh vực y tế rất được chú trọng tuy nhiên thời gian gần đây công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế của sở y tế cũng ghi nhận một số khó khăn thách thức trong việc phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế nhận diện quảng cáo bẩn sở y tế cho biết các đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo trong lĩnh vực y tế có xu hướng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi quảng cáo đó là tạo lập các website tài khoản trang hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, YouTube để thực hiện hành vi quảng cáo giới thiệu việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, mua bán sản phẩm thuốc, thiết bị y tế. Một số cá nhân còn đăng tải các clip dưới hình thức chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên thông qua nội dung chia sẻ lại thực hiện việc quảng cáo cho hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở, mạo danh y bác sĩ để thực hiện quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh, đăng tải nội dung, hình ảnh có tính thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước, sử dụng hình ảnh, đánh giá, review của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc đăng thông tin quảng cáo trên các trang báo chí để thu hút và tạo niềm tin cho người dân. Đó cả nhà thấy chưa? À, liên quan đến một số nghệ sĩ nổi tiếng trong đây có nhắc nhắc ha, rõ ràng ha. Những giải pháp quyết liệt tại cuộc họp vừa qua các sở ngành đã trao đổi thống nhất các giải pháp giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố. Thứ nhất, Sở Y tế tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế, xử lý nghiêm vi phạm. Thứ hai, Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối trong việc xây dựng công cụ để quản lý hoạt động quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong đó có hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế, kiến nghị, bộ thông tin và truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có trách nhiệm kiểm soát, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. Thứ ba, Sở Văn hóa Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông đến các nhân vật là người của công chúng có tham gia các hoạt động quảng cáo trên lĩnh vực y tế không tham gia các hoạt động quảng cáo lĩnh vực y tế khi chưa được xác nhận nội dung được phép quảng cáo của cơ quan quản lý. Thứ tư, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế. Theo đó, trong thời gian tới, Thanh tra Sở Y tế và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trọng điểm điển hình trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian, gian mạng Facebook, Zalo, TikTok YouTube càng tình hình rất là tình hình rồi công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn trang bị kiến thức nhận diện và cách thức thu thập củng cố các tài liệu vi phạm của các cá nhân tổ chức lợi dụng không gian mạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm thứ năm các sở ngành tổ chức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật hiểu biết về phương thức thủ đoạn của lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi vi phạm trên lĩnh vực y tế để người dân nâng cao ý thức phòng tránh không sử dụng các sản phẩm dịch vụ của các cá nhân đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội thứ sáu trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn đối với các cơ quan báo đài khi thực hiện nội dung đăng tải nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế cần xác định rõ căn cứ pháp lý hoạt động của cơ sở và nội dung đăng tải trường hợp cần thiết liên hệ ngay sở y tế thành phố hoặc là sở thông tin truyền thông để xác minh thông tin và hướng dẫn thực hiện nói chung là có sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ rồi cả nhà ơi kỳ này là không phải là chuyện chơi nữa ha chuyện chơi ha em nói rồi cũng vậy á mọi việc đâu vào đấy hết ha những cái kiểu mà giống như ngày xưa là không còn cái đất sống nữa đâu ha có thợ lắm <laughs> Rồi em xin phép uh, dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video và lắng nghe nha. Và hai này thiệt. <laughs> Rồi uh, chúc mọi người luôn mình phải hạnh phúc và mọi điều bình an. Cả nhà ủng hộ cho em một like một comment. hay chưa đăng ký kênh đăng ký kênh ủng hộ em. Uh, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video lần sau. Bye bye.